rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Nghe và Suy Ngẫm. Kính thưa quý vị và các bạn, nụ cười giống như vì sao trong đêm tối, là ánh mặt trời sưởi ấm những ngày đông lạnh giá, là cơn gió mát phe phẩy những trưa hè, chỉ cần khoảng cách giữa người với nhau. Trong cuộc sống, có những điều, có những tâm tư, tình cảm chúng ta không thể nào cưỡng cầu mà cần phải cách buông bỏ để có cuộc sống an nhiên và tự tại. Tốt nhất là hãy để tất cả những điều đó tan biến theo nụ cười. Thế gian dừng dưng một nụ cười. Mỗi một người đang theo đuổi nhân sinh vẹn toàn. Tuy vậy, thế gian không có vẹn toàn tuyệt đối. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Vậy nên, nếu có thiếu sót mới có vĩnh hằng. Không toàn vẹn, đó mới gọi là đời người. Cuộc sống mệt mỏi, kiếp người long đong. Trên chặng đường của cuộc đời, luôn có những phiền não khiến ta dính mắc không thôi. Xem nhẹ được thì sẽ an nhiên, buông xuống được thì sẽ tự tại. Cuộc sống vốn không phải là món nợ trên vai. Sinh mệnh giống như một cuộc hành trình, ai cũng không biết nơi nào là điểm kết thúc. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải đi qua một đoạn đường này. Mỗi người đều là một mảnh đất. Trên mảnh đất ấy có thể sinh trưởng sự tự ti, cũng có thể thu hoạch được hy vọng. Vậy nên, bạn đừng bi quan thở dài, đừng vui mừng hớn hở xa mặt. Hãy cố gắng xuyên qua đường hầm của thời gian, gieo trồng hạt giống của nụ cười khắp cánh đồng bát ngát mênh mông. Dù cho bốn mùa luân chuyển nghìn vạn lần, thì vẻ đẹp của mùa xuân, thành quả dồi dào của mùa thu cũng sẽ mãi luôn ở bên bạn. Nụ cười là biểu cảm xinh đẹp nhất, là thứ ngôn ngữ êm tai nhất trên thế giới. Nụ cười của chúng ta cũng giống như ánh mặt trời, không khí và nước. Chào gửi nụ cười cho những ai thành đạt, đó chính là khen ngợi. Chào tặng nụ cười cho những ai thất bại, đó chính là khích lệ. Chào tặng nụ cười cho những ai đang buồn bã, đó chính là niềm an ủi, động viên. Đời người vốn không hoàn mỹ, thì hãy cứ mỉm cười. Dẫu có khổ hơn nữa, thì hãy dùng nụ cười của ngày hôm nay để biến thành một đoạn ký ức ung dung. Dẫu có mệt mỏi hơn nữa, thì hãy dùng lãng quên để vượt qua muôn đạo hồng trần, khiến tâm ta không mảy may biến động. Quen biết một người phải dựa vào duyên, vào phận. Hiểu rõ một người phải dựa trên sự nhẫn nại. Chinh phục được một người phải dựa vào trí tuệ. Chung sống với một người ắt hẳn phải dựa vào lòng bao dung. Cuộc đời vốn đã không hoàn mỹ, vậy nên hãy dùng một trái tim bình thản để xem xét mọi vật xung quanh. Những lúc cô đơn, chúng ta khích lệ bản thân, nỗ lực không ngừng, sẽ có được thành tựu. Những lúc chỉ có một mình, chúng ta khuyên bảo bản thân, theo đuổi mới có thể có được thu hoạch. Những lúc ngã lòng, chúng ta sẽ không từ bỏ. Những lúc đắc ý, chúng ta sẽ không kiêu ngạo, ngang tàng. Đời người trăm ngàn mối, đừng quên sống vì lý tưởng. Một đời vốn chẳng dài bao lâu, có những việc đừng hỏi người khác là vì sao, mà hãy hỏi bản thân dựa vào điều gì. Mọi chuyện đều tìm nguyên nhân từ bản thân, đừng vì thất bại mà trách móc người khác. Đừng làm quá nhiều những việc bản thân không muốn làm. Đừng chỉ chú ý đến cảm nhận của người khác mà lại ủy khuất chính mình. Buông bỏ những gì đáng nên buông bỏ
nắm giữ những gì thuộc về bản thân. Bắt đầu từ bây giờ, đừng chỉ mãi sống vì người khác, mà hãy nên sống vì lý tưởng của chính mình. Người sống ở đời, có được, có mất, có cho đi thì có nhận lại. Có những lúc, phó suất của bạn không nhất định được hồi báo. Chỉ là bản thân phải hiểu rõ một chút, đừng quá khắt khe với chính mình. Trong sinh mệnh luôn có luân hồi của nó. Đời người khó đoán. Hãy ung dung, thanh thản đi đến cuối cuộc đời. Đời người mấy chục năm. Cuộc sống chính là một loại tâm tình. Giàu nghèo cũng vậy. Được mất cũng vậy. Thành bại cũng vậy. Như gió thoảng mây bay. Đời người là quá trình không ngừng thu hoạch và từ bỏ. Được không vui, mất không buồn, thành không kiêu, bại không nản. Trở nên chỉ chăm chăm ngưỡng vọng huy hoàng của người khác, càng không nên để tâm đến ánh hào quang của người khác. Mà hãy giữ chắc cái tôi chân thật, sống với diện mạo chân thật vốn có của mình. Hãy lắng nghe cảm nhận bên trong của nội tâm. Chỉ cần có tấm lòng lương thiện, ngày ngày, tháng tháng là một chuỗi những niềm vui. Vốn dĩ thế giới không phức tạp. Điều phức tạp chính là ở nhân tâm. Là do nhân tâm phức tạp khiến cho thế giới trở nên hỗn loạn. Đời người không cần phải tự mình chuốc lấy phiền não. Với mỗi một người bên cạnh mình, mỉm cười đối diện với cuộc sống hàng ngày, làm những việc bản thân mình cần, dục vọng bớt một phần, tự do sẽ nhân lên. Cuộc sống của bản thân, đi tốt con đường của chính mình, khiến bản thân trở nên giản dị, bình hòa, thì còn lo gì sẽ không có được niềm vui. Trần gian 3.000 việc, dừng dưng một nụ cười. Với sinh mệnh, cần phải thiết tha. Với cuộc sống, cần phải nhiệt tình. Với đời người, cần phải có mục tiêu để đuổi theo. Những lúc nghĩ thoáng thì hãy nghĩ thoáng. Trên đường đời của sinh mệnh, có gập ghềnh, có chông gai thì sẽ có rèn luyện, có chìm nổi thì sẽ có thể hội lĩnh, có ánh mặt trời thì sẽ có hy vọng, có mưa rơi thì sẽ có cảm xúc dạt dào. Trần gian 3.000 việc, dừng dưng một nụ cười. Đối với các loại cảnh ngộ, chỉ cất lên một tiếng cười vang mà lướt qua. Đây cũng là một loại ưu nhã của đời người. Cần phải biết rằng, đằng sau vinh quang là rất nhiều khổ đau mà người ngoài cuộc không hề hay biết. Với người mà mình không thích, hãy dùng nụ cười để đáp lại, âm thầm, lặng lẽ, chúc phúc cho họ. Với những người mà mình quý mến, hãy biểu lộ tấm chân tình đối đãi với nhau. Người đang làm, trời đang nhìn. Trong cõi huyền diệu, tự có nhân quả an bài, mãi mãi ôm giữ trái tim thiện lương. Những việc làm đúng, hãy cứ tiếp tục, luôn nhắc nhở bản thân mọi lúc, mọi nơi. Khiêm tốn làm người, chăm chỉ, nỗ lực làm việc. Mỗi một người đều đang theo đuổi nhân sinh vẹn toàn. Thế gian không có vẹn toàn tuyệt đối. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Vậy nên, có thiếu sót mới có vĩnh hằng, không vẹn toàn, đó mới gọi là đời người. Kỳ thật, cảnh giới tốt nhất chính là hoa chưa nở rộ, trăng chưa tròn. Biết cúi đầu sẽ không bao giờ va đụng phải ngưỡng cửa, chịu nhường bước thì sẽ không bao giờ phải lùi bước.
Cuộc sống vốn đã rất khó khăn, vậy nên thoải mái, cởi mở một chút. Hồ đồ một chút, trở nên cô phụ chính mình. Cuộc sống nhiều khi cũng rất mệt mỏi, vậy nên hãy lạc quan một chút, đừng quá miễn cưỡng bản thân. Đời người nhiều khi khó được như ý nguyện, vậy nên tấm lòng rộng mở một chút, đừng quá khắt khe với bản thân. Hãy tự hỏi mình rằng sẽ trân quý bản thân mình hơn, hãy đáp ứng bản thân. Đừng mãi sống chỉ vì người khác, hãy đồng ý với bản thân để cho tầm nhìn vươn cao, vươn xa một chút. Nhận lời chính mình sẽ không quá để tâm đến những người và sự việc không cần thiết. Đời người là có hạn, đừng nên lưu lại quá nhiều điều nuối tiếc cho ngày mai. Rất nhiều người, rất nhiều sự việc, rất nhiều tình cảm, không cần ta phải bận lòng. Hãy để chúng tan biến theo nụ cười, ấy là cách tốt nhất. Đời người là vô thường, lòng người thường đổi thay, cớ chi phải tự ràng buộc mình trong những thị phi ân đoán. Xem nhẹ rồi, mọi thị phi ân oán đều đã nhẹ tênh. Buông xuống rồi, thành bại được mất cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Những gì không vui, hãy cứ để nó trôi theo dòng nước, giữ lại cho bản thân một phần lặng lẽ, hồn nhiên. Có người nói, những phiền não trong cuộc sống nhiều như những sợi tóc bạc trên đầu. Cũng có người nói, trần gian bằng nghìn việc, dừng dưng một nụ cười. Học cách biết trao gửi nụ cười với người khác, học cách biết mỉm cười với chính bản thân, học cách biết mỉm cười với cuộc sống, học cách biết trao gửi mỉm cười với người khác. Khi nụ cười đã thật sự trở thành thái độ sống của chúng ta, đó chính là một loại nhiệt tình và tin tưởng vững chắc với cuộc sống, là một loại chân thành và độ lượng sâu sắc, là một loại trưởng thành và trí tuệ đối diện với nhân sinh. Trên đường đời, dù tốt xấu ra sao, ta đều thản nhiên đón nhận. Cho dù cuộc đời này thành bại ra sao. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Nếu thấy video này hay, các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn, thân ái và hẹn gặp lại.